Từ khoảng 4 giờ 30 sáng nay ngày 4 tháng 5, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa dông rỉ rả kéo dài tới sáng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sáng sớm nay mưa phát triển gây mưa dông trên khu vực các phường Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước, An Khánh, An Phú, Phước Long B, Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Cùng với đó, mưa cũng đang xảy ra ở các quận 4, 7, 12, Bình Thạnh. Dự báo trong sáng nay, các khối mây có khả năng phát triển và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc về phía khu vực lân cận như quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, quận 1, 3, 12 gây mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5, 7. Ghi nhận sáng nay, mưa lớn tập trung chủ yếu ở phía thành phố Thủ Đức và quận 12. Các quận huyện còn lại mưa rỉ rả nhưng kéo dài trong hơn 1 giờ. Đợt mưa sáng sớm nay cộng với cơn mưa chiều qua ngày 3 tháng 5 giúp xua tan đi không khí oi bức, nóng nực kéo dài suốt nhiều tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với mưa, sấm cũng trên liên hồi. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau mưa, thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ nắng trở lại. Về trưa sẽ có nắng nóng, chiều tối mưa dông lại xuất hiện.